Vườn quốc gia Cát Tiên nằm trong vùng địa hình chuyển tiếp từ cao nguyên Nam Trung Bộ đến đồng bằng Nam Bộ. Dòng Đồng Nai bao quanh vườn quốc gia Cát Tiên như một hành lang bảo vệ cách biệt hoàn toàn với khu dân cư xung quanh. Và khu vườn này làm dung hòa trạng thái cho dòng chảy của sông Đồng Nai, để khi rời khỏi Cát Tiên, dòng sông đã trở nên hiền hòa và êm dịu. Cái điều đầu tiên mà tôi cảm thấy là sự hòa mình với thiên nhiên, cái không gian đây để mà mình tìm về với thiên nhiên, để mình hít thở những cái làn không khí nó trong lành. Để khám phá tìm hiểu về vườn quốc gia Cát Tiên, các bạn cần phải di chuyển bằng đò từ xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú, băng qua sông Đồng Nai để vào khu vườn. Chỉ vài phút đi đò cũng đủ tận hưởng, cảm nhận không gian bản lãng, mờ sương, hư hư thực thực, chờ đợi những bất ngờ khi đò cập bến. Điểm đến đầu tiên sẽ là cây tung 400 tuổi, có bộ rễ rất ấn tượng, nổi trên mặt đất kéo dài hàng chục mét. Ai đến đây cũng muốn lưu lại cho mình những bức hình kỷ niệm. Đây vẫn chưa phải là loại cây lâu năm nhất ở đây. Một trong những loại cây quý hiếm tại vườn quốc gia Cát Tiên đã tồn tại đến vài thế kỷ, đó là cây gõ 700 năm tuổi này. Còn đây là cây đa lộc giao. Rất là bất ngờ khi mà tới đây thì mọi thứ cách đây so với thời sinh viên là cách đây khoảng hai mấy năm. Về cái môi trường của cái rừng gần như không thay đổi gì cả. Vườn quốc gia Cát Tiên không chỉ có những cây đại thụ đang được bảo tồn nghiêm ngặt tại đây, mà còn rất nhiều điều thú vị của thiên nhiên đang chờ đón du khách và những nhà nghiên cứu đến đây khám phá.